Công tác khuyến học khuyến tài trên địa bàn tỉnh thực sự đã tạo sức lan tỏa sâu rộng trong đời sống xã hội, thể hiện truyền thống hiếu học trên quê hương tiếp tục được khơi dậy và phát huy. Hết năm 2020, toàn tỉnh có gần 237.000 gia đình được công nhận gia đình học tập, chiếm tỷ lệ 86%, tăng 8,4% so với năm 2019. Như vậy, tầm quan trọng của việc học tập đã được mỗi gia đình, người dân hiểu và tự giác thực hiện, đảm bảo phù hợp và hiệu quả đối với từng nhiệm vụ, công việc, có tác động tích cực trong cuộc sống hàng ngày. Đối với hội khuyến học, làm tốt cái công tác tuyên truyền, trẻ 6 tuổi đến 18 tuổi là phải đến trường học tập, học ở trong các nhà trường phổ thông. Người lớn từ 19 đến 60 tuổi là phải chọn cho mình học đại học, học cao đẳng, học nghề hoặc là tự học để vươn lên. Chúng tôi luôn động viên con cháu học tập để nâng cao kiến thức, để có trình độ về sau phục vụ cho gia đình, phục vụ cho xã hội. Chủ trương xã hội hóa giáo dục cũng được hội khuyến học từ tỉnh đến cơ sở quan tâm. Thông qua công tác tuyên truyền, vận động nhiều nguồn lực được huy động để đóng góp vào quỹ khuyến học khuyến tài. Từ đây góp phần xây dựng cơ sở vật chất trường lớp, đồng thời có thêm kinh phí để động viên học sinh nghèo vượt khó vươn lên, khích lệ thầy cô giáo đạt thành tích cao, tiếp tục có nhiều cống hiến cho sự nghiệp chồng người. Học tập đồng nghiệp ở trong trường cũng như là đồng nghiệp ở trong ngành giáo dục của huyện nhà cũng như tỉnh nhà và cũng có thể là học các tỉnh khác thông qua trên báo đài hay trên mạng internet hay các buổi chuyên đề, chúng tôi cũng thường xuyên phải học tập để nâng cao trình độ chuyên môn của mình. Không chỉ trong các cơ sở giáo dục mà hiện nay việc nâng cao chất lượng học tập cho người dân đang được triển khai với nhiều mô hình và những phương pháp cụ thể cho từng nhóm đối tượng gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Các cái thành viên trong gia đình mà còn ở trong tuổi lao động sẽ đăng ký phấn đấu là xây dựng là công dân học tập. Đối với cái người nông dân thì anh làm cái nghề gì? Ví dụ như chăn nuôi trồng trọt thì bây giờ anh muốn phát triển cái trong nuôi trồng trọt thì anh học qua các cái lớp mà người ta mở các cái lớp chuyên đề ở trung tâm học của cộng đồng, rồi là học ở trên các cái sách, mua sách, rồi là ở câu lạc bộ. Sự đồng hành của hội khuyến học các cấp với những đổi mới trong phương thức hoạt động đã góp phần khơi dậy và phát huy truyền thống hiếu học của các tầng lớp nhân dân, tạo thành phong trào thi đua để cùng nhau xây dựng xã hội học tập phát triển.